Hầu hết chúng ta đều biết, dù bạn hút thuốc thụ động hay chủ động, thì nó cũng có thể tác động tiêu cực đến phổi của bạn. Nhưng bạn có biết, nó tác động như thế nào, đến hệ cơ xương khớp, và quá trình tập luyện của bạn không? Xem hết video này, bạn sẽ biết nhé! Hệ cơ xương của bạn. Khi bạn hút thuốc, lượng máu và oxy lưu thông đến cơ bắp ít hơn, khiến việc xây dựng cơ bắp trở nên khó khăn hơn. Việc thiếu oxy cũng khiến cơ bắp dễ mỏi hơn. Những người hút thuốc bị đau nhức cơ bắp nhiều hơn những người không hút thuốc. Ngoài ra, các thành phần hóa học trong khói thuốc phá vỡ chu kỳ tự nhiên sức khỏe xương. Theo thời gian, hút thuốc lá dẫn đến giảm mô xương và mật độ xương. So với những người không hút thuốc, những người hút thuốc có nguy cơ bị gãy xương cao hơn, và khi gãy xương, họ mất nhiều thời gian để chữa lành hơn. Một nghiên cứu đã xem xét những bệnh nhân được phẫu thuật điều trị cho một chấn thương cổ tay. Trong những bệnh nhân này, 95% người không hút thuốc chữa lành hoàn toàn, trong khi chỉ 68% người hút thuốc chữa lành hoàn toàn. Thời gian trung bình cho đến khi lành hoàn toàn ở những người hút thuốc kéo dài hơn 2 tháng. Máu của bạn. Nicotine và carbon monoxide từ việc hút thuốc có thể làm cho máu của bạn bị đặc và dính. Chúng làm động mạch của bạn có thể bị hẹp. Động mạch bị thu hẹp làm giảm lưu lượng máu đến tim, cơ và các cơ quan khác, khiến việc tập luyện khó khăn hơn. Vì trong quá trình tập luyện, lưu lượng máu giúp tăng cường, cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho cơ bắp của bạn. Nếu cơ bắp của bạn không nhận được oxy đủ nhanh, cơ thể của bạn không thể hoạt động tốt. Điều này có thể ảnh hưởng đến sự trao đổi chất và mức độ hoạt động. Phổi của bạn. Bạn có thể tập thể dục tốt hơn khi dung tích phổi và phổi của bạn hoạt động tốt. Hút thuốc làm phổi của người hút thuốc bị viêm trong các đường dẫn khí nhỏ và các mô trong phổi của bạn. Chất hắc ín trong khói thuốc lá bao phủ phổi của bạn và làm cho các túi khí kém đàn hồi hơn. Hút thuốc cũng tạo ra đờm, có thể làm cho phổi của bạn bị tắc nghẽn. Việc hút vài điếu thuốc mỗi ngày cũng có thể làm giảm khả năng sử dụng oxy hiệu quả của cơ thể. Ngoài ra, hút thuốc lá làm tăng huyết áp và gây căng thẳng cho tim của bạn. Theo thời gian, việc này có thể làm tim yếu, khiến nó giảm khả năng bơm máu đến các bộ phận khác của cơ thể. Khí carbon monoxide từ khói thuốc lá hít vào cũng góp phần làm thiếu oxy, khiến tim dễ mệt hơn khi tập luyện. Tập thể dục được xem là một phần quan trọng trong kế hoạch bỏ thuốc lá của bạn. Tập thể dục làm giảm cảm giác thèm ăn, giảm căng thẳng và giúp bạn kiểm soát các triệu chứng cai nghiện. Thêm vào đó, khi bạn bỏ thuốc lá, nhịp tim của bạn sẽ giảm, lưu thông máu sẽ tăng lên và chức năng phổi của bạn sẽ được cải thiện, làm cho hiệu suất tập luyện cũng tốt hơn. Dù bạn già hay trẻ, sức khỏe tốt hay xấu, khói thuốc đều gây nguy hiểm và có thể khiến việc tập luyện của bạn bị giảm chất lượng. Tóm lại, bỏ hút thuốc là việc quan trọng nhất để cải thiện tuổi thọ và chất lượng cuộc sống. Ok, mong rằng bạn đã có thêm được các thông tin hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau, nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé.